Bản tin trưa ống kính chiều thứ Bảy ngày 5 tháng 9. Kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và đừng quên dành thời gian cập nhật tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn ra trên khắp cả nước vào lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình BRT. Thưa quý vị, đấu tranh với tội phạm cờ bạc bình thường đã khó. Đấu tranh với tội phạm lợi dụng công nghệ cao, đánh bạc, ghi số lô đề qua Internet, mạng xã hội, tin nhắn điện thoại còn khó khăn gấp bội. Nhưng dù tinh vi thế nào thì sớm hay muộn cũng không thể qua tai mắt nghiệp vụ của ngành công an. Hôm qua 4 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt tạm giam là Hoàng Văn Bảo sinh năm 1991, Lê Thanh Phương sinh năm 1987 đều ở xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy và Nguyễn Văn Lý sinh năm 1978 ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Trước đó, vào tối 26 tháng 8, dưới sự chủ trì của Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ chia làm 5 mũi, gồm 13 tổ công tác đồng loạt ra quân đấu tranh với 5 nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi nhắn tin đánh đề qua ứng dụng Zalo. Thưa quý vị, đấu tranh với tội phạm ma túy không chỉ là cuộc chiến cam go quyết liệt mà còn thử thách lòng can đảm của mỗi chiến sĩ. Bởi tội phạm ma túy là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, sẵn sàng chống trả với bất cứ giá nào để thoát thân khi bị truy bắt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Bộ Công an nổ súng trấn áp bắt giữ thành công 5 đối tượng, qua đó thu giữ số lượng ma túy khủng. Trưa hôm qua ngày 4 tháng 9 trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Bộ Công an đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra một chiếc xe mang biển kiểm soát của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, lái xe đã tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng chức năng buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp và tổ chức truy đuổi vây bắt nhóm nghi phạm. Khi bị bắt, nhóm đối tượng vẫn cố thủ trên xe. Lực lượng chức năng đã dùng búa phá kính khống chế 5 đối tượng. Bước đầu xác định các đối tượng đang vận chuyển 21 kg ma túy đá, 3 kg ketamin và 18 bánh heroin. Liên quan đến sai phạm trong quản lý 22 sổ đỏ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đêm qua 4 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục khởi tố bắt tạm giam thêm một đối tượng. Qua mở rộng điều tra vụ án mất 22 sổ đỏ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, Công an thành phố Đà Nẵng xác định đối tượng Phạm Thang, một doanh nhân ở Đà Nẵng có liên quan đến vụ án này. Sau khi Công an thành phố đề nghị khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thang, sinh năm 1964 vì tội cưỡng đoạt tài sản, Viện Kiểm sát cung cấp đã phê chuẩn quyết định này. Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng cũng đã tạm đình chỉ chức vụ giám đốc và hai cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà để phục vụ công tác thanh kiểm tra. Trước đó, liên quan vụ hô biến 22 sổ đỏ, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và bắt tạm giam hai đối tượng Dương Thị Ngọc Anh và Đào Thị Như Lệ. Thưa quý vị, một án tử hình, hai án chung thân và một án 20 năm tù. Đây là hình phạt thích đáng cho 4 bị cáo trong vụ án tham ô hơn 400 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng. Ngày 4 tháng 9, xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng tại ngân hàng Đại Dương Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên án tử hình đối với Trần Thị Kim Chi, cựu giám đốc Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng. Tuyên phạt bị cáo Lê Phương Hoàng, kiểm soát viên, bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ, kế toán, mức án chung thân, bị cáo Chu Văn Nha, thủ quỹ, mức án 20 năm tù cùng về tội tham ô tài sản. Tòa buộc ngân hàng Đại Dương Ocean Bank bồi thường toàn bộ số tiền cho 27 khách hàng cùng số tiền lãi phát sinh, buộc bị cáo Trần Thị Kim Chi bồi thường hơn 353 tỷ đồng và 2,7 triệu đô la Mỹ cùng số tiền lãi phát sinh cho ngân hàng Đại Dương Ocean Bank. Các bị cáo còn lại phải bồi thường tiền lãi phát sinh cho Ocean Bank. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8 năm 2017, các bị cáo đã sử dụng thông tin cá nhân của người thân, nhân viên chi nhánh, khách hàng vãng lai lập 109 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng. Tình trạng đuối nước ở trẻ em đã nhiều lần được các cơ quan chức năng và truyền thông liên tục cảnh báo. Tuy nhiên, số vụ tai nạn liên quan đến vấn đề này không vì thế mà suy giảm.
qua đó đã để lại những nỗi đau thương mất mát cho nhiều người, nhiều gia đình. Tại tỉnh Bình Dương, chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 2 bé trai và 1 bé gái thiệt mạng, mất tích. Chỉ trong vòng 4 ngày qua tại Bình Dương đã xảy ra liên tiếp 3 vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong và mất tích. Cụ thể, trong sáng ngày 4 tháng 9, một nạn nhân 13 tuổi khi ra kênh rửa mặt đã bị trượt chân xuống kênh, nước cuốn trôi khiến nạn nhân tử vong. Trước đó, ngày mùng 1 và mùng 3 tháng 9, tại Bình Dương cũng đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến một bé trai 10 tuổi và một bé gái 12 tuổi tử vong. Hiện các tỉnh Đông Nam Bộ đang trong thời điểm mùa mưa, vì vậy các gia đình cần giám sát, bảo vệ trẻ em phòng tránh đuối nước. Đến đây, bản tin Trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn và kênh YouTube BRT Go. Chúng tôi rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử Trước ống kính brta@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.